tôi là tên Vương Quốc Thành, chạy xích lô họ đồng ra đồng vô giúp đỡ cho vợ. Mùa hè đó là du lịch Việt Nam thì khách là nhiều nhất. Dịch này là buồn, không có ai hết mà vào Đà Nẵng mà miễn phí mà không ai đi hết. Gia đình mà cuộc sống mà không có tiền là anh em đồ hay gây qua gây lại cuộc sống mỏi mệt. Tiếp nối hành trình, Sài Gòn Times nối vòng Tây lớn, nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn mang theo 850 phần quà đến với Thừa Thiên Huế nhằm giúp đỡ những người đạp xe xích lô, xe thồ cùng một số nhân viên hợp đồng thời vụ tại các cơ sở lưu trú, dịch vụ bị thất nghiệp tại đây. Những món quà như một sự sẻ chia và khích lệ của những người làm báo dành cho bà con. Khi dịch đến thì cũng đó là một sự rất là bất ngờ. Tại vì theo như tôi thì tôi cảm nhận như giống một tiếng sẹt ngang tai rồi. Rất là khó chịu. Tự nhiên mình công việc đang trôi chảy, đang làm ăn. Thì tự nhiên mình phải dừng lại. Thì chính phần quà này tôi cảm thấy là tôi thấy ý nghĩa vô cùng lắm. Chỉ biết là gửi lời cảm ơn bảo Sài Gòn Thêm và nội vòng Tây lớn đã giúp đỡ không riêng bản thân tôi và tất cả mọi người đang ở đây. Số lượng cũng rất là đông. Thì cho tôi thay mặt được tất cả mọi người như vậy để gửi lời thêm một lần nữa là cảm ơn. Cái phần quà này là để vượt qua khó khăn những ngày qua vì dịch bệnh nên chúng tôi rất quay thành thật cảm ơn. Rời thành phố Huế, chuyến xe Sài Gòn Times nối vòng Tây lớn vượt 70 km đường đèo để đến với A Lưới, một huyện nghèo miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đây, chương trình đã trao những suất quà cho bà con thuộc hai xã Hồng Hạ và Hồng Kim, những người làm du lịch cộng đồng bị mất việc do COVID-19. A Lưới là vùng đất có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống như Pa Co, Tà Ôi, Cơ Tu, Vân Kiều, v.v. Ngoài làm nông, người dân nơi đây còn kiếm sống bằng nghề dịch vụ du lịch cộng đồng. Có 5 mô hình du lịch ở các xã A Roang, xã Hồng Hà, xã Hồng Kim, xã Hồng Trung và xã Nhâm thì đã đang phát triển về các loại hình du lịch. Và trong thời gian vừa rồi, mặc dù là bà con đồng bào dân tộc thiểu số thì về cái kiến thức, về kỹ năng để làm du lịch thì cũng đang còn hạn chế. Tuy nhiên, được sự quan tâm rất là nhiều của cả cơ quan ban ngành, đặc biệt là sở du lịch và chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ những gói kinh phí để mà đầu tư cho các điểm du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng và xây dựng thêm cả cái hạ tầng cơ sở đối với các điểm du lịch sinh thái. Thì đây là một trong những động lực để mà trong thời gian tới, các điểm du lịch này và bà con nhân dân, đặc biệt là cộng đồng, là đồng bào dân tộc thiểu số sẽ có những động lực thúc đẩy để phát triển kinh tế, xã hội, trong đó là phát triển về du lịch tại các điểm du lịch, tại các địa phương của mình. Chúng tôi ghi nhận và hoan nghênh sáng kiến của Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã tổ chức chương trình Sài Gòn Times nối vòng Tây lớn để huy động sự quan tâm, đóng góp của các bạn đọc là doanh nghiệp, là cá nhân có hảo tâm quyên góp để chuẩn bị những quà tình nghĩa trao cho người nghèo, người lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Xin cảm ơn Sài Gòn Times nối vòng Tây lớn. Xin cảm ơn Sài Gòn Times nối vòng Tây lớn. Cảm ơn chương trình Sài Gòn Times nối vòng Tây lớn. Xin cảm ơn Sài Gòn Times nối vòng Tây lớn. Cảm ơn Sài Gòn Times nối vòng Tây lớn. Cảm ơn Sài Gòn Times nối vòng Tây lớn. Tiếng hát điệu nhảy của người Pa Co lại vang vọng núi rừng, hứa hẹn cho sức sống sớm trở lại sau những ngày tháng ngủ đông vì Covid-19.